Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2761. Cho dù đến bây giờ, bọn họ đều tin tưởng Đường Tuấn. Người này muốn làm cái gì? Quân Nhu lạnh lùng nói. Vừa nãy không phải đã chứng minh, anh ta còn muốn mọi người cười nhạo lần nữa sao? Mùi thơm dịu nhẹ lại ngập tràn, sắc mặt các người tu hành đạt tu vi đến động hư cảnh như Vương Phàm, Quân Thế Minh dần dần biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Mà những người khác lại bắt chậm hơn, nhưng cũng chú ý thấy sự biến hóa trên cơ thể của đám người Thác Bạt Tuyết Tình. Tinh thần lực của đám người Thác Bạt Tuyết Tình đã thực sự tăng lên. Tốc độ tăng này rất chậm chạp, có thể đạt 1/1000, nhưng mọi người ở đây đều là người tu hành, năng lực cảm nhận mạnh hơn người thường, họ đều cảm nhận thấy sự biến đổi này một cách chính xác. Điều này sao có thể? Quân Nhu há hốc mồm, ánh mắt khiếp sợ. Dược khí Kiên Liên thật sự có thể tăng trưởng tinh thần lực. Thân là mà một người có địa vị vào trong nhà họ Quân, Quân Nhu hiểu rất rõ tinh thần lực quan trọng thế nào trong giới tu luyện và giới y đạo. Rất nhiều người có thiên phú về y thuật, nhưng bởi vì tinh thần lực yếu ớt, không thể nào trở thành cao thủ y đạo. Do năng lực chuyên môn yêu cầu đối với tinh thần lực rất cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu pháp môn tăng cường tinh thần lực này truyền đi, thậm chí được phổ biến rộng rãi, như vậy cho dù là số lượng hay thực lực của người tu hành hay bác sĩ đều có thể tăng lên một cách bùng nổ. Đám người Vương Phàm, Lực Đỉnh Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến những điều này, nhìn về mấy người Thác Bạt Tuyết Tình bằng ánh mắt không có ý cười nhạo nữa, mà là một ánh mắt nhìn kho báu. Nếu như có thể lấy được loại công pháp này, hoặc giữ làm của riêng thì thực lực mấy thế giới bọn họ có thể đạt đến độ mà thực lực hiện tại không thể sánh được. Lúc này, không ai chú ý đến ánh mắt của Đường Gia Hành Tẩu đang ngồi ở vị trí chính đã u ám đến cực đại, cơ thể anh ta khẽ run giống như một ngọn núi lửa đang phun trào vậy. Lúc này, lại không có ai nghi ngờ lời nói của đám người Thác Bạt Tuyết Tình là giả hay thật nữa. Thác Bạt Tuyết Tình bọn họ lại hơi sửng sốt, trong lòng rất nghi ngờ nhưng họ càng cảm thấy sung sướng hơn. Xem ra, lời chúng ta nói là sự thật, Đường Sư không phải tên lừa đảo. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Đường Tuấn tiến vào trong phòng đại hội. 10 viên ô tinh lơ lửng trước người anh, lúc này toàn bộ 10 viên đá ô tinh đều được thắp sáng, ánh sáng chói lóa chiếu vào gương mặt anh, khiến anh trông như một vị thần tinh hà vậy. Mấy người Vương Phàm trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt không có ai bước lên khiển trách Đường Tuấn. Chương 2762. Trước đây Đường Gia Hành Tẩu đã thắp sáng được 6 viên đá ô tinh đã là rất lợi hại, nhưng lúc này Đường Tuấn thắp sáng được 10 viên. So về số lượng anh hoàn toàn thắng Đường Gia Hành Tẩu. Trước đây lúc thắp sáng đá ô tinh, tôi cũng không nghiêm túc. Đường Tuấn nhìn Đường Gia Hành Tẩu, bình tĩnh nói. Đường Tuấn nói lời tương tự để trả lại cho Đường Gia Hành Tẩu, trong lời nói của anh tràn đầy sự khiêu khích. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu càng trở lên u ám. Nếu được cho phép, dựa sự kiêu ngạo của Đường Gia Hành Tẩu, anh ta nhất định sẽ trước tiên thắp sáng nhiều hơn đá ô tinh, chứng minh sự oai phong của anh ta không thể nào bị nghi ngờ. Nhưng bây giờ không được, bởi vì giới hạn của anh ta là 6 viên đá ô tinh. Đôi mắt anh ta nổi lên sát khí đáng sợ, trong lòng không hiểu sao anh ta có thể có công pháp tăng cường tinh thần lực được. Thế gian này tất nhiên sẽ có công pháp tăng cường tinh thần lực, nhưng rất đã sớm bị ba đại thế gia độc chiếm, nghiêm cấm truyền ra ngoài rồi. Chính để phòng tránh người của những thế gia khác vượt qua bọn họ, để bọn họ thuận lợi nắm trong tay thần quốc. Cho nên vừa này người của quận Bắc Minh nói lên nghi ngờ, anh ta mới tức giận như vậy. Tinh thần lực của những người trước mặt đã tăng trưởng đến cực hạn, muốn tăng lần nữa, phải tăng tu vi theo. Đường Tuấn đến bên cạnh mấy người Thác Bạt Tuyết Tình, dừng lại tháp đá ô tinh, trong nháy mắt phòng hội trường đã trở lại bình thường. Nhưng người của các đại thế gia và trung tâm y tế lại thẫn đứng tại chỗ, biểu cảm phức tạp nhìn Đường Tuấn. Bọn họ lại ngẩn người, họ cũng biết Đường Tuấn mới là mấu chốt cửa việc tăng cường tinh thần lực ở mấy người Thác Bạt Tuyết Tình. Đồng thời, có người lặng lẽ nhìn về Đường Gia Hành Tẩu. Bất luận là thắp đá ô tinh, hay là chứng minh công pháp, Đường Gia Hành Tẩu cũng hoàn toàn thua. Đường Tuấn cũng nhìn Đường Gia Hành Tẩu nói, Chu Tước Thần Quân lập ra thần quốc, truyền bá công pháp, bất luận là pháp lực, cơ thể, tinh thần lực hay công pháp của pháp môn khác đều đủ, sao có thể không có công pháp của tinh thần lực được. Đại thế giới khác không biết, nhưng nhà họ Đường được coi là tam đại thế giá của thần quốc sao có thể không biết. Mặc dù anh chưa từng gặp Chu Tước Thần Quân, nhưng cũng được coi là nửa truyền nhân của Chu Tước Thần Quân,
học được 12 bộ thần pháp của ông ấy anh hiểu rõ Chu Tước Thần Quân nhất định không phải là con người có lòng dạ hẹp hòi. Mọi người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Đường Gia Hành Tẩu. Đường Gia Hành Tẩu đột nhiên đứng hừ lạnh một tiếng nói, anh đang nghi ngờ Đường Gia tôi sao? Hai vị trưởng lão, còn không bắt giữ anh ta lại. Dám truyền bá loại công pháp tà môn này, nhất định phải trừng trị nghiêm minh. Chương 2763, Tứ Tượng Chân Công. Đàm người Vương Phàm, Quân Thế Minh nghe vậy, trong lòng cũng run rẩy, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ kinh hoàng. Hai người nhìn nhau, nếu như phỏng đoán này là thật, vị Đường Gia, hoặc là Tam Đại Thế Gia sao lại phải làm như vậy, chỉ vì giữ vững địa vị thống trị của họ sao? Hoặc là còn có nguyên nhân khác? Hai vị trưởng lão đứng bên cạnh Đường Gia Hành Tẩu vốn vẫn còn ngây người, lúc này nghe nói như vậy họ cũng bình thường lại, đồng thời ra tay với Đường Tuấn. Pháp lực của động hư cảnh tràn ngập trong khắp không gian, khiến mọi người ở đó cảm thấy đầu và vai như nặng trĩu xuống. Công pháp tà môn, e rằng chính anh mới có tất giật mình. Đường Tuấn cười lạnh. Anh đánh ra hai quyền, hai trưởng lão nhà họ Đường lao về phải anh bị đẩy lùi. Hôm nay toàn bộ tu vi của anh đã được khôi phục, thậm chí còn tiến hơn một bậc, chỉ suy chút nữa vừa đủ đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Hai vị trưởng lão nhà họ Đường đạt đến động hư cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là ở thần quốc, anh thật sự coi thường họ. Hai trưởng lão nhà họ Đường bị đẩy lui, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật là mạnh, Đường Tuấn còn mạnh mẽ hơn so với họ nghĩ. Hai người trông có vẻ không việc gì, nhưng mặt đất chỗ họ đúng lại nứt toác, hiển nhiên bọn họ không chịu nổi sức mạnh Đường Tuấn, chỉ có thể dẫn sức mạnh đó ra ngoài. Thiếu chủ. Hai trưởng lão nhìn về Đường Gia Hành Tẩu, nói bằng giọng kiêng kỵ. Những hộ vệ khác vốn là còn muốn lên theo hai trưởng lão, nhưng bây giờ nhìn thấy hai trưởng lão bị đẩy lùi trong vòng một chiêu, bọn họ cũng dừng bước. Bọn họ cũng sợ chết. Đường Gia Hành Tẩu hừ một tiếng nói, tự tìm cái chết. Anh ta vừa nói dứt câu, anh ta đã hóa thành một tàn ảnh xông về phía Đường Tuấn. Tiếng nổ trầm đục nổ trước mặt Đường Tuấn lui về phía sau một bước, mà Đường Gia Hành Tẩu cũng trở về chỗ ngồi ban đầu. Anh ta buông thõng cánh tay hơi run rẩy bên người, một đòn tấn công vừa rồi anh ta nhìn như đã đánh lui Đường Tuấn, nhưng thực ra không chiếm được ưu thế. Sắc mặt Đường Tuấn cũng nghiêm túc lại, tu vi của Đường Gia Hành Tẩu lại đạt đến động hư cảnh trung kỳ. Thực lực mạnh hơn so với anh ta. Nếu như anh ta muốn đánh thắng, sợ rằng phải vận dụng thần văn hoặc là sức mạnh của tiểu thế giới, nhưng bây giờ thần văn và sức mạnh của tiểu thế giới đã trong trạng thái bị tàn phá, dường như rất khó để điều động sức mạnh ra. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu lộ rõ vẻ giận dữ nói, đã lâu rồi không ai dám khiêu khích sự uy phong của Đường Gia tôi, anh thực sự đáng chết. Anh ta khẽ quá, âm thanh rầm rầm phát ra từ cơ thể anh ta. Dường như trong cơ thể anh ta đang có một con sông lớn đang cuộn trào. Pháp lực mạnh mẽ chập chờn xung quanh người anh ta, cuốn lên khắp nơi. Cơ thể anh ta bắt đầu hóa thành hư ảnh, một hóa hai, hai hóa bốn, cuối cùng bốn hư ảnh xuất hiện trong phòng đại hội. Tứ Tượng Chân Công. Thiếu chủ thật sự nổi giận rồi. Chương 2764, Tứ Tượng Chân Công. Sắc mặt hai ông già đồng loạt biến đổi. Tứ Tượng Chân Công là công pháp cao cường mà chỉ có người chính thống của nhà họ Đường mới có thể tu luyện được, là căn bản của nhà họ Đường gia, nghe nói tất cả công pháp của nhà họ Đường cho dù là y thuật hay là thuật tu luyện, đều là từ Tứ Tượng Chân Công mà biến hóa ra. Đường Gia Hành Tẩu có thể trở thành người đại diện của nhà họ Đường, thực lực hơn hẳn những người cùng vai vế trong dòng tộc. Ỷ vào môn công pháp này, anh ta đã giết chết một vị tu hành đạt động hư cảnh hậu kỳ ở Thánh Nhai, từ việc đó đã tạo lên tên tuổi cho anh ta. Mà lúc này, sắc mặt của Đường Tuấn cũng thay đổi. Anh không biết lúc này thứ công pháp mà Đường Gia Hành Tẩu đáng vận là Tứ Tượng Chân Công, nhưng anh cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc trong môn công pháp này. Y thuật cao thâm nhất của nhà họ Đường ở Hoa Hạ là một thuật châm cứu, gọi là thuật châm cứu tứ tượng. Cảnh giới y đạo hiện đại của Đường Tuấn đã sớm không còn khăng khăng với phương pháp cố định nữa, nhưng phương pháp châm cứu này anh đã tu tập từ nhỏ, cho dù lâu rồi không sử dụng, cũng không thể quên được. Mà bây giờ, anh cảm nhận được khí tức của phương pháp châm cứu tứ tượng từ công pháp của Đường Gia Hành Tẩu. Xích Trạch, Đại Đô, Đại Đôn, Địa Thần. Từng cái tên huyệt vị quen thuộc chợt lóe lên trong đầu của Đường Tuấn, những huyệt vị này là thứ tự của phương pháp châm cứu tứ tượng. Trong đầu anh mới xuất hiện những huyệt vị này, mấy huyệt vị này trên cơ thể của Đường Gia Hành Tẩu cũng xuất hiện những luồng khí tức chập chờn.
những luồng khí này rất yếu ớt, nhưng Đường Tuấn lại cảm nhận được. Không chỉ có huyệt vị, ngay cả thứ tự và tần số đều giống nhau. Huyệt vị và thứ tự hành công của anh ta giống với phương pháp châm cứu tứ tượng. Đường Tuấn giật mình, là trùng hợp sao? Nhưng đâu cũng là sự trùng hợp thật lạ lùng. Một người là Hạ Hoa nhà họ Đường, một người là thần quốc Hạ Hoa của Chu Tước Thần Quân, khoảng cách không gian vô cùng xa, nhưng mà ở nơi một nơi nào đó cũng có sự trùng hợp đáng kinh ngạc này. Đường Tuấn lại chưa từng nghĩ đến, phương pháp châm cứu tứ tượng của chỗ anh học lại có thể biến thành một công pháp mạnh mẽ. Lúc này, Đường Tuấn lại luống cuống không biết làm gì. Sự trùng hợp không tài nào giải thích này khiến anh kinh ngạc. Lúc này Đường Gia Hành Tẩu cũng đang hoàn thành việc tích khí vận công, lúc này xuất hiện bốn Đường Gia Hành Tẩu, bốn người khí tức có cùng một cơ thể, hoàn toàn không phân biệt được cái nào mới là bản thể. Bốn người nhìn bóng dáng của Đường Tuấn, trên mặt lộ ra giễu cợt thản nhiên đồng thời nói, ha ha, e rằng anh chưa từng nhìn thấy công pháp nào cao tâm thế này. Hôm nay tôi sẽ để anh chết một cách rõ ràng, nói cho anh biết anh sẽ chết dưới tứ tượng chân công của Đường Gia ta. Tứ tượng chân công. Đường Tuấn nhớ tới mấy chữ này, vẻ mặt càng mờ mịt, ngay cả tên cũng giống như vậy. Bốn người Đường Gia đồng loạt cười nhạt, rồi sau đó đồng loạt lao về Đường Tuấn, bốn tính chất sức mạnh hoàn toàn khác nhau đánh về phía Đường Tuấn. Chương 2765, một đòn tứ tượng sao. Một tiếng nổ, Đường Tuấn lại không né tránh, mặc cho bốn luồng sức mạnh đánh vào cơ thể ánh. Nhất thời, Đường Tuấn bị chìm trong bốn luồng sức mạnh đó. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu hơi đắc ý, bất kỳ một luồng sức mạnh đều đủ khiến cho một người tu hành động hư cảnh sơ kỳ bị thương nặng, lúc này bốn luồng sức mạnh đồng loạt đánh lên một người, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ được nữa. Thầy! Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình kinh hãi hô lên thành tiếng. Cho dù bọn họ chỉ đạt hóa thần cảnh, cũng có thể cảm ứng được giá bốn cổ lực lượng đích đáng sợ. Mà đám người Lý Cửu Thiên khẽ thở dài, không hổ là Đường Gia vẫn bá đạo như vậy. Đường Gia Hành Tẩu thở hổn hển, anh ta đã tiêu tốn thể lực khá nhiều để vận dụng tứ tượng chân công, nhưng có thể là việc dứt khoát như chém chết Đường Tuấn cũng xem như làm việc tốt. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, bốn luồng sức mạnh dần dần tiêu tán, hiển hiện ra cơ thể của Đường Tuấn. Đôi mắt của bốn Đường Gia Hành Tẩu bỗng nhiên co rút, đồng thời thất thanh nói, làm sao có thể. Mấy người Lý Cửu Thiên cũng ngây người ta. Trong mắt đám người Thác Bạt Tuyết Tình lại tràn đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ, Đường Sư. Đường Tuấn đứng tại chỗ, trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, trông cũng không có gì đáng ngại, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có dấu hiệu rối loạn. Chúng một đòn tấn công tứ tượng chân công của tôi sao có thể đứng vững như vậy? Mặt Đường Gia Hành Tẩu tràn ngập sự mờ mịt. Đường Tuấn ngẩng đầu, nói, một đòn tứ tượng sao? Đón tấn công tứ tượng vừa rồi rất mạnh mẽ. Cho dù ở tinh vực Chu Tước đều đủ để chiếm chết một người tu hành đạt động hư cảnh sơ kỳ. Nếu như đổi lại thành những công pháp khác có sức mạnh tương tự thì Đường Tuấn thật sự có thể bị thương mạnh. Nhưng đối phương dùng tứ tượng chân công, công pháp không thể quen thuộc hơn nữa với Đường Tuấn. Trong mắt đòn tấn công đến anh đã bị anh hóa giải một cách rất thần kỳ. Không thể nào. Đường Gia Hành Tẩu vẫn không dám tin tưởng. Trong đôi mắt anh ta lộ ra sát khí nồng nặc. Bốn luồng cơ thể lại lao về phía Đường Tuấn, bao quanh anh. Nhưng lần này Đường Tuấn lại không bị động phòng ngự, tinh thần của anh trào dâng, quan sát vô cùng kỹ càng những cử động và cách vận hành pháp lực của Đường Gia Hành Tẩu, thậm chí còn hiểu rõ những bước vận hành sức mạnh của Đường Gia Hành Tẩu. Chương 2766, rốt cuộc anh là ai? Nhưng khi đòn tấn công của Đường Tuấn đánh vào người anh ta, mặt anh ta biến sắc. Vị trí mà Đường Tuấn tấn công là huyết vi mà pháp lữ đi quá, sức mạnh cũng không lớn, nhưng đủ khiến huyệt vị của anh ta khép lại tạm thời. Không thể nào. Bây giờ anh ta lại có bốn luồng, đòn đánh của Đường Tuấn cho dù là trùng hợp, nhưng bây giờ bốn hư ảnh đều bị tấn công, đây nếu cho dù là trùng hợp, anh ta chết cũng không tin. Mà trong lúc anh ta đang hoảng sợ, pháp lực vận của anh ta vì huyệt vị bị chặn nổi tung trong cơ thể anh ta. Bốn tiếng nổ vang lên. Bốn hư ảnh Đường Gia Hành Tẩu đồng thời bị nổ tung, trong nháy mắt, tiếng gào thống khổ của anh ta vang lên khắp phòng đại hội. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại có mỗi mình Đường Gia Hành Tẩu, ba người còn lại đều đã tiêu tán. Anh ta phẫn nộ nhìn Đường Tuấn, nói tại sao anh lại phá giải tứ tượng chân công của nhà họ Đường chúng tôi?
Mọi người nghe anh ta nói vậy thì toàn bộ đều chấn động, nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt hoảng sợ. Tứ tượng chân công mà nhà họ Đường vô cùng tự hào bị người khác phá giải sao? Nếu chuyện này không phải từ chính miệng Đường Gia Hành Tẩu nói ra, có lẽ sẽ chẳng ai có thể tin được. Vẻ mặt Đường Tuấn lại rất bình tĩnh, trong lòng anh cảm thấy hơi chua xót. Từ nhỏ anh đã luyện tập tứ tượng châm pháp, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lợi dụng thứ mình học được để phá giải một môn công pháp do tứ tượng châm pháp tiến hóa ra. Rốt cuộc anh là ai? Nhìn thấy Đường Tuấn yên lặng, Đường Gia Hành Tẩu càng thêm phẫn nộ, hét lên. Bởi vì anh ta sợ. Nếu Đường Tuấn truyền phương pháp phá giải này ra ngoài, vậy địa vị thần quốc của nhà họ Đường trong tam đại thế gia sẽ bị lung lay, thậm chí có khả năng sẽ gặp tai ương lớn. Tôi cũng họ Đường. Đường Tuấn thản nhiên nói. Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy. Tuy rằng sau khi tiến vào thần quốc không lâu, anh đã nghe nói nhà họ Đường là một trong tam đại thế gia, nhưng Đường Tuấn chưa từng cảm thấy nó có liên quan với mình, cùng lắm chỉ là cùng họ mà thôi. Nhưng bây giờ anh mới biết, mình nghĩ sai rồi. Mối liên hệ giữa tứ tượng châm pháp và tứ tượng chân công khiến Đường Tuấn cảm thấy mờ mịt. Rốt cuộc nhà họ Đường ở Hoa Hạ và nhà họ Đường Gia ở Thần Quốc có quan hệ gì? Đường Gia Hành Tẩu nghe anh trả lời vậy thì ngạc nhiên, sau đó cười châm chọc nói, chẳng lẽ anh muốn leo lên làm người thân của nhà họ Đường chúng sao? Tôi nói cho anh biết, gia phả của nhà họ Đường, tôi đã học thuộc từ nhỏ, không hề có tên Đường Tuấn. Đường Gia Hành Tẩu không biết trên một tinh cầu gọi là địa cầu cũng có một nhà họ Đường, hơn nữa cũng sử dụng tứ tượng châm pháp và tứ tượng chân công. Chương 2767, anh đang uy hiếp tôi sao? Đường Tuấn đi về phía Đường Gia Hành Tẩu, những hộ vệ và hai trưởng lão phản ứng lại, đứng trước người anh ta bảo vệ. Cút đi, Đường Tuấn nói. Tiếng quát truyền ra, âm lãng bao trùm cuốn hộ vệ và hai trưởng lão xếp ra hai bên. Chỉ giữ lại một mình Đường Gia Hành Tẩu ở giữa. Đường Tuấn đi tới trước mặt Đường Gia, hỏi, nhà họ Đường ở đâu? Vốn dĩ anh chỉ nguyên bản anh chỉ cảm thấy hứng thú với việc tam đại thế gia khống chế thánh nhai. Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tò mò nhà họ Đường ở thần quốc. Đường Gia Hành Tẩu ngửa đầu nhìn Đường Tuấn, lạnh lùng nói, anh đừng hòng biết được. Đường Tuấn có thể phá giải tứ tượng chân công, có thể được gọi là khắc tinh của nhà họ Đường. Nếu anh ta dẫn anh về nhà họ Đường, không ai có thể nói trước sẽ xảy ra chuyện gì. Được. Đường Tuấn trả lời rất dứt khoát. Lúc nói chuyện, ngón tay anh nhanh như chớp điểm trên người Đường Gia Hành Tẩu vài cái. Trên mặt Đường Gia Hành Tẩu lộ ra vẻ thống khổ, cắn răng nói, anh làm gì tôi vậy? Đường Tuấn nói, không có gì, chỉ là huyệt khiếu gieo xuống vài hạt giống pháp lực trong cơ thể anh. Mấy hạt giống pháp lực này sẽ không ngừng bành trướng. Cuối cùng nổ tung. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu trở nên trắng bệch, thất thanh nói, thế giới trong khiếu. Bác sĩ có thể gieo hạt giống pháp lực trong huyệt khiếu, chắc chắn đã hiểu rõ bí ẩn của thế giới trong khiếu. Loại y thuật này, anh ta còn chưa đạt tới. Cho dù ở nhà họ Đường cũng chỉ có vài mấy người có thể làm được mà thôi. Đường Tuấn gật đầu nói, không sai. Muốn tháo bỏ hạt giống pháp lực, nhất định phải mời bác sĩ hiểu rõ thế giới trong khiếu ra tay. Nếu không 5 ngày sau, linh hồn và nguyên anh của anh sẽ đồng thời nổ tung. Tôi nghĩ, trong tộc của anh chắc không đến mức không có một bác sĩ hiểu rõ thế giới trong khiếu chứ. Đường Gia Hành Tẩu thấp giọng nói, anh đang uy hiếp tôi sao? Theo lời Đường Tuấn, nếu anh ta muốn sống sót, trong vòng 5 ngày phải trở về nhà họ Đường, bác sĩ trong tộc ra tay trị liệu. Và Đường Tuấn nhất định sẽ nhân cơ hội này đi tới nhà họ Đường. Đường Tuấn không trả lời. Nhưng ý cười trên mặt anh đã trả lời hết thảy. Thiếu chủ, hai trưởng lão và hộ vệ vội vàng nói. Họ phụ trách bảo vệ Đường Gia Hành Tẩu, nếu Đường Gia Hành Tẩu xảy ra chuyện, vậy họ cũng phải chết. Sắc mặt Đường Gia Hành Tẩu vô cùng u ám, trong ánh mắt anh ta càng tràn ngập sát ý. Chưa một Đường Gia Hành Tẩu hay nhà họ Đường bị khiêu khích, uy hiếp như vậy. Chương 2768, tôi cần hỏi trưởng bối trong tộc một chút. Nhưng trong lòng Đường Gia Hành Tẩu trầm xuống, nếu như anh ta không trở về nhà họ Đường, vậy chẳng lẽ sẽ chết như vậy sao? Hồi lâu sau, Đường Gia Hành Tẩu nặng nề thở ra, nói tôi cần hỏi trưởng bối trong tộc một chút. Đường Tuấn gật đầu, xoay người ngồi ở vị trí chủ của Đường Gia Hành Tẩu, nói, hỏi đi. Đường Gia Hành Tẩu nhìn Đường Tuấn bằng đôi mắt oán hận,
đứng ở bên cạnh bày ra tầng cấm chế cách âm. Sau đó, anh ta mới lấy ra một khối ngọc thạch thông tin. Pháp lực tràn vào trong ngọc thạch, một lát sau, một giọng nói già nua từ trong ngọc thạch truyền ra, Thanh Dương, có chuyện gì? Đường Gia Hành tẩu cung kính, nghiêm mặt nói, lão thái, tôi gặp chút phiền toái. Lúc nói chuyện, anh ta liếc Đường Tuấn một cái, sau đó kể mọi chuyện xảy ra nói với ông lão. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh việc Đường Tuấn có thể dùng dược khí kim liên giúp người khác nâng cao tinh thần lực, và việc anh có thể phá giải tứ tượng chân công. Hai chuyện này, anh ta nói rất tỉ mỉ. Chờ Đường Thanh Dương nói xong, trong ngọc thạch bỗng nhiên trầm mặc như tĩnh mịch. Lão thái, Đường Thanh Dương thấp thỏm gọi. Trong ngọc thạch truyền ra một tiếng khẽ thở dài, giọng nói già nua lại vang lên, anh ta nói anh cũng họ Đường. Đường Thanh Dương gật đầu, do dự một chút mới hỏi, lão thái, anh ta thật sự có quan hệ với nhà họ Đường chúng ta sao? Anh ta căn bản không tin Đường Tuấn có quan hệ với nhà họ Đường. Nhưng hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngay cả anh ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Giọng nói già nua ấy không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói, nếu anh ta muốn đến, hãy để anh ta đến. Nhưng mà lão thái, Đường Thanh Dương còn muốn nói thêm, dù sao chỗ ở của nhà họ Đường có quá nhiều bí mật, dẫn một người ngoài đi vào chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Giọng nói già nua lại vang lên, không sao, nhà họ Đường chúng ta đã đứng sừng sững ở thần quốc 10.000 năm, không phải người khác nói là có thể dao động. Cậu là người ưu tú nhất đời này của nhà họ Đường, cũng không được xảy ra chuyện. Đường Thanh Dương nghe vậy, hốc mắt anh ta hơi nóng lên nói, tôi biết rồi. Ý hận trong lòng anh ta đối với Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Nếu như không phải người này, nhà họ Đường cần gì phải cúi đầu trước người ngoài. Giọng nói già nua lại thở dài một tiếng, sau đó có chút mệt mỏi nói, vậy cứ dẫn anh ta về đây, tôi ở đường ra chờ các người. Còn nữa, chúng ta vẫn phải mở thánh nhai, cậu cũng nên nhanh chóng chuẩn bị một chút. Bây giờ không còn giống như trước kia nữa, nghe nói trước đó không lâu người nhà họ Diêm bắt được một sinh linh trời sinh thần thánh. Vì vậy, rất có thể sẽ để anh ta hỗ trợ dò đường, có thể tiến vào thánh nhai xa hơn. Nói xong, Ngọc Thạch không còn tiếng động nào nữa. Đường Thanh Dương nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Đối với một ít người của thần quốc, thánh nhai cũng không phải là bí mật. Đó là Chu Tước thần quân để lại, nghe nói bên trong thần quân có để lại bí mật và phương pháp rời khỏi thần quốc. Chương 2769. Đường Thanh Dương híp mắt, thầm nghĩ, nhà họ Diêm thật may mắn, lại có thể bắt được sinh linh trời sinh thần thánh. Chỉ cần bồi dưỡng tốt sinh linh trời sinh thần thánh, sau này thực lực của người đó sẽ đạt cấp bậc lão tổ, có thể tồn tại siêu cấp thế gia bên trong. Đường Thanh Dương cảm thấy ngạc nhiên, tại sao nhà họ Diêm lại để cho loại tồn tại này tiến vào thánh nhai. Nhưng Đường Thanh Dương cũng không nghĩ nhiều, dù sao tam đại thế gia, ai mà chẳng có không ít bí mật, đâu ai biết nhà họ Diêm nghĩ như thế nào. Đường Thanh Dương áp chế suy nghĩ trong đầu, anh ta cất ngọc thạch, giải trừ cách âm cấm chế. Anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, tôi dẫn anh về nhà họ Đường. Đám người Vương Phàm, Lý Quân Thành ngạc nhiên, người nhà họ Đường lại có thể đồng ý. Tầm mắt của họ di chuyển qua lại trên người Đường Thanh Dương và Đường Tuấn, nghi hoặc trong lòng càng nặng nề. Chẳng lẽ hai nhà họ Đường thật sự có liên quan sao? Đường Tuấn cười nhạt, cũng không ngoài ý muốn. Anh ta đã làm đến mức này, nếu nhà họ Đường còn thờ ơ, vậy danh tiếng của tam đại thế gia ở thần quốc sẽ giảm nhiều lắm. Đường Thanh Dương chỉnh lại quần áo, lại khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo của Đường Gia Hành tẩu, trầm giọng nói, một tiếng nữa xuất phát, tôi sẽ không đợi anh. Nói xong, Đường Thanh Dương dẫn người ra khỏi đại sảnh. Vốn dĩ đại hội giao lưu y thuật còn chưa kết thúc, nhưng anh ta cũng không còn tâm tư tiếp tục. Đường Thanh Dương vừa rời đi, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Đường Tuấn, vẻ mặt của họ vô cùng phức tạp. Không ai có thể nghĩ được kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nhà họ Đường sừng sững ở thần quốc 10.000 năm nay lại thỏa hiệp với một người ngoài. Vương Phàm đang chờ người nhà họ Vương tới, lúc này tuy rằng ông ta vẫn còn oán hận Đường Tuấn, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích nữa. Ngay cả nhà họ Đường cũng cúi đầu thì Vương gia họ cũng không tính là gì. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình lo lắng nhìn Đường Tuấn. Họ sống ở thần quốc từ nhỏ, trong lòng kính như thần minh nhà họ Đường. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn không chỉ xung đột với Đường Gia Hành tẩu mà còn đến nhà họ Đường. Điều này trong mắt họ là vô cùng nguy hiểm. Đường Tuấn cười nói, mọi người yên tâm, vừa rồi hai người thấy đấy,
nhà họ Đường cũng không có cách nào làm gì tôi. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình vẫn rất lo lắng, Đường Gia Hành tẩu tuy mạnh, nhưng chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Đường mà thôi. Nhà họ Đường còn rất nhiều người mạnh hơn anh ta. Đường Tuấn thấy mấy người ấy vẫn không yên tâm nhưng anh cũng không giải thích nhiều. Chỉ là đem công pháp của dược khí kim liên sau khi cải thiện truyền thụ cho họ. Sau khi công pháp được cải thiện, chỉ cần có đá ô tinh phụ trợ là có thể rèn luyện tinh thần lực, Đường Tuấn không cần vận dụng khải thần 12 pháp. Nói cách khác, sau này mấy người Thác Bạt Tuyết Tình có thể tự tiến hành rèn luyện tinh thần lực. Chương 2770. Dựa vào thực lực hiện tại của mọi người, lo lắng cho tôi cũng vô dụng. Tôi nghĩ mọi người vẫn nên tu luyện tốt đi, chờ tôi từ nhà họ Đường trở về, nếu các người không có tiến bộ gì, tôi sẽ không nhận các người là học sinh nữa. Đường Tuấn sau khi truyền công pháp cho mọi người thì khẽ cười, nói. Mấy người Thác Bạt Tuyết Tình gật đầu thật mạnh, bởi họ biết lời Đường Tuấn nói là thật, thực lực của họ bây giờ đúng là quá yếu. Nếu nhà họ Đường thật sự làm chuyện bất lợi với thầy, chúng tôi sẽ tới nhà họ Đường đòi đạo lý, náo loạn nhà họ Đường. Thác Bạt Tuyết Tình nghiêm túc nói. Có linh tàng, lại có pháp môn đề cao tinh thần lực, cô ta có lòng tin thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Có lẽ đến lúc đó, họ có tư cách giải quyết mọi chuyện cho Đường Tuấn. Nhìn vẻ mặt của mọi người như vậy, Đường Tuấn cảm thấy rất vui. Mặc dù thời gian quen biết còn ngắn, nhưng tình nghĩa này lại rất chân thật. Cùng ngày, dưới sự dẫn đường của đám người Đường Thanh Dương, Đường Tuấn bắt đầu đi tới nhà họ Đường. Ở Thần Quốc không có truyền tống trận, dựa theo cách nói của Đường Thanh Dương, từ Hải Châu đến nhà họ Đường mất 3 ngày. 3 ngày sau, rốt cục Đường Tuấn cũng nhìn thấy nhà họ Đường. Xuất hiện trước mặt anh là từng tòa gác xếp cung phụng cao tới 100 mét, trang trí cực kỳ huy hoàng xa hoa. Ven đường có người tu hành động hư cảnh dẫn đầu tiểu đội tuần tra. Đường Thanh Dương đứng ở phía trước, liếc mắt nhìn Đường Tuấn. Trong giọng nói của anh ta mang theo một tia ngạo nghễ, nói, rất ngạc nhiên, phải không? Nhà họ Đường chúng tôi đã sừng sững thần quốc 10.000 năm nay, nội tình và khí phách không phải những thế gia bên ngoài có thể so sánh được. Nếu không có tôi dẫn đường, anh không thể vào được. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nơi này không thuộc bất cứ nơi nào của thần quốc mà là ở trong một thế giới nhỏ được mở ra một mình. Nếu như không có người nhà họ Đường chỉ dẫn, đúng là rất khó tiến vào. Nhưng dù sao anh cũng là từ tinh vực Chu Tước tới, nói thật ra, cũng không ngạc nhiên lắm. Nhà họ Đường chúng ta đã sắp xếp chỗ ở cho anh. Tôi còn có việc, đi trước. Đường Linh, dẫn anh ta đến nơi ở. Đường Thanh Dương lạnh lùng nói, đến nhà họ Đường rồi thì ngoan ngoãn đợi, đừng đi khắp nơi. Nếu đụng chạm vào những gì cấm chế, ngay cả chết như thế nào anh cũng không biết trước được đâu. Trên đường đi, Đường Thanh Dương không dám trêu chọc Đường Tuấn. Nhưng vừa về đến nhà họ Đường, Đường Thanh Dương đã thể hiện sức mạnh, nói chuyện cũng không khách khí. Mời vào. Một thị nữ nói với Đường Tuấn, sắc mặt cô ta rất lạnh nhạt. Đường Tuấn cũng không ngại, có lẽ trong mắt Đường Thanh Dương và những thị nữ, hộ vệ này, việc anh đến nhà họ Đường không khác gì tìm chết. Sau khi Đường Tuấn rời đi, sắc mặt Đường Thanh Dương càng lạnh nói, các người âm thầm quan sát anh ta. Một khi anh ta có động thái gì, lập tức báo cáo với tôi. Đến nhà họ Đường, anh ta ngay cả chết cũng khó. Mấy hộ vệ đã rõ. Đường Thanh Dương lúc này mới một mình bay vào chỗ sâu trong nhà họ Đường. Rất nhanh, anh ta đã tới trước một căn nhà nhỏ. Nói là căn nhà nhỏ, nhưng cũng cao 10 mét, chỉ là xung quanh đều cao hơn mười mấy trăm mét khiến nó nhỏ đi rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2770.